Kính chào quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hội nhập phát triển của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chúng tôi cùng cập nhật những thông tin thời sự tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Hôm nay, ngày 15 tháng 3, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Gần 90.000 khách du lịch đến Vũng Tàu dịp cuối tuần. Long Điền triển khai dự án khu vực bãi ngang còn nhiều khó khăn. Rừng trong đời sống ở huyện Xuyên Mộc. Chương trình Hội nhập phát triển trưa nay bắt đầu với thông tin từ thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành quyết định 142 năm 2020 điều chỉnh quy hoạch khu công viên văn hóa đô thị mới Bầu Trũng, thành phố Vũng Tàu. Theo đó, khu công viên văn hóa đô thị mới Bầu Trũng là công viên văn hóa, thể thao, dịch vụ vui chơi giải trí gắn với cây xanh, hồ cảnh quan và hồ điều hòa, khu nhà ở hiện trạng cải tạo chỉnh trang và khu nhà ở xã hội, khu nhà ở tái định cư tại chỗ, khu nhà ở thương mại, đô thị mới được đầu tư hiện đại, hài hòa với cảnh quan chung của thành phố Vũng Tàu. Theo phương án điều chỉnh tại quyết định 142 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, khu công viên văn hóa đô thị mới Bầu Trũng, thành phố Vũng Tàu có diện tích gần 173 hecta, quy mô dân số khoảng 45.650 người. Không gian tổng thể có lõi là khu công viên văn hóa đô thị mới Bầu Trũng với hồ Bầu Trũng đóng vai trò là hồ điều hòa, tạo điểm nhấn kiến trúc cảnh quan. Công trình điểm nhấn là tòa nhà có chiều cao tối đa 45 tầng với kiến trúc hiện đại. Với phương án điều chỉnh theo quyết định 142, hầu hết nhân dân trong vùng dự án đều bày tỏ sự ủng hộ. Thành phố Vũng Tàu đã cam kết nỗ lực sớm thực hiện dự án nhằm góp phần xây dựng thành phố Vũng Tàu ngày càng văn minh hiện đại. Thưa quý vị, từ khi Ủy ban Nhân dân tỉnh thiết lập trạng thái bình thường mới trở lại, du lịch Bà Rịa Vũng Tàu dù đang trong mùa thấp điểm nhưng vẫn sôi động khởi sắc hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Tại thành phố Vũng Tàu, chỉ trong 2 ngày cuối tuần qua, đã có tổng cộng gần 90.000 lượt khách đến vui chơi, tắm biển. Theo thống kê của Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu, trong ngày thứ Bảy 13 tháng 3, thành phố Vũng Tàu đón tiếp khoảng 35.600 khách và khoảng 45.200 khách trong ngày Chủ nhật 14 tháng 3. Đây là tuần thứ hai liên tiếp của tháng 3, thành phố Vũng Tàu ghi nhận đông đảo du khách đến vui chơi tắm biển vào dịp cuối tuần. Lượng khách đông nên ngành chức năng thành phố phải làm việc hết công suất để đảm bảo môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện. Trong 2 ngày qua, Trung tâm Hỗ trợ khách du lịch thành phố đã hỗ trợ cung cấp thông tin cho 20 du khách về các địa điểm check-in, nhà hàng, khách sạn, tìm kiếm và giao trả 5 trẻ lạc về gia đình an toàn, cứu vớt thành công một du khách tắm biển lọt vào ao xoáy, đưa vào bờ sơ cứu và chuyển đến bệnh viện kịp thời. Những tín hiệu lạc quan của ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu được ghi nhận tại hầu hết các địa phương ven biển của tỉnh. Huyện Đất Đỏ cũng không là ngoại lệ. Tình hình khách du lịch đến huyện Đất Đỏ trong dịp cuối tuần rất khả quan. Từ đầu tháng 3 đến nay, hầu hết các khu nghỉ dưỡng resort trên địa bàn huyện đều kín phòng trong 2 ngày cuối tuần. Điển hình như Lan Rừng Resort cuối tuần qua cả 370 phòng đều được khách lấp đầy. Ngoài khách lẻ, khách gia đình tự di chuyển bằng ô tô riêng, các resort khu nghỉ dưỡng còn phục vụ nhiều khách đoàn, khách tour với số lượng từ 3 đến 5 đoàn mỗi tuần. Sau tháng 2 thì bên chỗ nhà nước bỏ cái công văn là cấm tụ tập trên 50 người á, thì lượng khách đoàn bên em đã có trở lại. Và từ tháng 3 này bên em đã nhận được khoảng tương đối rất là nhiều đoàn, từ khoảng 100 cho tới 400 khách. Bà Rịa Vũng Tàu nói chung, huyện Đất Đỏ nói riêng tiếp tục giữ vững thương hiệu điểm đến an toàn hấp dẫn với chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao. Đây là những lý do khiến khách du lịch ưu tiên lựa chọn để vui chơi nghỉ dưỡng. Khách du lịch nội địa đông, tour đặt trở lại, cùng với thông tin Tổng cục Du lịch đang kiến nghị chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế, khiến các doanh nghiệp du lịch đang rất hy vọng về sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2021. Thông tin từ huyện Long Điền sẽ chuyển đến quý vị ngay sau đây. Thưa quý vị, nhằm xây dựng và phát triển đô thị Long Hải giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn dự án khu vực bãi ngang Long Hải, huyện Long Điền là dự án trọng điểm. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện dự án còn gặp nhiều khó khăn, nên tiến độ còn chậm. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Long Điền, việc triển khai thực hiện dự án khu vực bãi ngang Long Hải trong thời gian qua còn chậm. Nguyên nhân chủ yếu là tại thời điểm triển khai dự án thì danh mục các công trình thuộc dự án chưa được đưa vào kế hoạch trung hạn của tỉnh. Vốn thực hiện quy hoạch phải sử dụng nguồn vốn đầu tư công, tư vấn lập quy hoạch phải thực hiện thủ tục đấu thầu, nên một số công trình chưa có cơ sở triển khai các trình tự thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, dự án khu vực bãi ngang có quy mô 58 hectare, có dân cư sinh sống tập trung khá lớn với gần 4.000 hộ dân,
nhu cầu tái định cư cần bố trí dự kiến khoảng 6.075 suất, nên việc di dời đền bù hỗ trợ các hộ dân cần phải có thời gian và đây cũng là công tác rất khó khăn. Trước những khó khăn của huyện Long Điền, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Viết Thanh chỉ đạo các sở ngành của tỉnh hỗ trợ tích cực để huyện tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng đến sự phát triển bền vững. Thưa quý vị, theo định hướng của Đảng bộ huyện Long Điền, thì mục tiêu xuyên suốt của huyện là tiếp tục xây dựng huyện theo hướng dịch vụ du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, trong đó chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Để thực hiện các mục tiêu về phát triển dịch vụ du lịch, huyện Long Điền tiếp tục tập trung chỉ đạo lãnh đạo phát triển các loại hình dịch vụ có hiệu quả kinh tế cao, chú trọng phát triển dịch vụ du lịch, coi đó là ngành kinh tế mũi nhọn. Long Điền cũng tập trung phát triển các không gian du lịch biển, du lịch sinh thái, gắn với các vùng cảnh quan tự nhiên, các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Hiện toàn huyện có 12 dự án du lịch đang khai thác với quy mô gần 12.200 tỷ đồng. Hàng chục dự án nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp cũng đang trong quá trình triển khai hoặc hoàn thiện thủ tục đầu tư. Giai đoạn 2016-2020, tăng trưởng du lịch huyện Long Điền trung bình đạt 18,7% một năm. Tổng chung lĩnh vực thương mại dịch vụ doanh thu năm 2020 tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,6% một năm. Thưa quý vị, để nâng cao thu nhập cho người dân, huyện Châu Đức đã xây dựng đề án chuyển đổi cây trồng, khuyến khích nông dân có vườn tiêu kém hiệu quả, mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích hồ tiêu, cao su, cà phê sang trồng cây khác. Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Đức đã có 1.515 hectare hồ tiêu được chuyển đổi sang trồng các loại cây khác như cacao, nha đam, mít sầu riêng, đu đủ. Ngoài ra, với 44 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả, nông dân cũng chuyển đổi sang trồng cây rau màu khác. Phòng Nông nghiệp huyện Châu Đức cho biết huyện đã rà soát điều chỉnh quy hoạch vùng sản xuất tập trung với quy mô sản xuất lớn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Hỗ trợ nông dân tham gia hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, tiếp cận nguồn vốn vay. Ngành nông nghiệp huyện cũng xây dựng kế hoạch tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thăm canh cho từng loại cây trồng chuyển đổi nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất. Ngoài ra, địa phương cũng liên kết với các đơn vị thu mua, tiêu thụ các sản phẩm như nha đam ca cao, bắp lấy thân, liên kết với công ty 4K Farm trồng rau công nghệ cao, giúp bảo đảm đầu ra cho nông sản, từ đó nông dân yên tâm sản xuất. Theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, thì đến ngày 1 tháng 1 năm 2025, những điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y phải đạt trình độ cao đẳng trở lên. Vì vậy, thời gian qua, Bệnh viện Bà Rịa đã chú trọng đào tạo, chuẩn hóa trình độ cho đội ngũ điều dưỡng của bệnh viện. Đến nay, hơn 80% điều dưỡng Bệnh viện Bà Rịa đã có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên. Thực hiện thông tư 26 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ về chuẩn hóa nghiệp vụ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, đầu năm 2017, Bệnh viện Bà Rịa đã xây dựng kế hoạch đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ. Trung bình mỗi năm 60-70 điều dưỡng của bệnh viện được tạo điều kiện theo học chương trình cao đẳng đại học. Những điều dưỡng đạt thành tích cao trong công tác được bệnh viện hỗ trợ kinh phí học tập hoàn toàn, số còn lại được bệnh viện tạo điều kiện về thời gian để học tập nhằm chuẩn hóa trình độ theo yêu cầu. Nếu như trước năm 2017, hơn 60% điều dưỡng của bệnh viện có trình độ trung cấp, thì thời điểm này hơn 80% điều dưỡng đạt trình độ từ cao đẳng trở lên, trong đó 30% điều dưỡng đạt trình độ đại học, còn lại gần 20% điều dưỡng có trình độ trung cấp. Bệnh viện Bà Rịa cũng đã xây dựng kế hoạch để các điều dưỡng tiếp tục chuẩn hóa trình độ theo quy định và phấn đấu 100% điều dưỡng của bệnh viện đều đạt trình độ cao đẳng trở lên vào năm 2023, trước thời hạn mà Bộ Y tế yêu cầu 2 năm. Bây giờ là thời lượng cho thông tin từ thị xã Phú Mỹ. Thưa quý vị, với quyết tâm trở thành thành phố công nghiệp và cảng biển vào năm 2025, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đề ra kế hoạch mục tiêu cụ thể, đó là tiếp tục duy trì phát triển dịch vụ thương mại, công nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển dịch vụ hậu cần cảng, khu công nghiệp và các loại hình dịch vụ thương mại hỗ trợ cho phát triển đô thị. Phối hợp với các sở ngành để nhanh tiến độ triển khai trung tâm logistics Cái Mép Hạ, đưa vào vận hành trung tâm kiểm tra chuyên ngành tại Cái Mép Thị Vải. Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ hiện có 6 dự án trọng điểm của tỉnh gồm đường Long Sơn Cái Mép, trung tâm logistics Cái Mép Hạ, đường 991B cầu Phước An, đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đường Phước Hòa Cái Mép, đường sau cảng Mỹ Xuân Thị Chải. Tổng diện tích cần phải thu hồi cho 6 dự án này là 1.808 hectare. Đến nay đã thu hồi được 583,2 hectare, còn lại 1.225 hectare. Địa phương đặt mục tiêu sẽ hoàn tất công tác thu hồi trong năm 2021. Các dự án này khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy mạnh ngành công nghiệp, cảng biển, logistics.
Lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã kiến nghị tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, thúc đẩy đầu tư các dự án giao thông kết nối, cho chủ trương đầu tư các nút giao trên quốc lộ 51 để hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông. Trước mắt là hai điểm, quốc lộ 51 với đường Mỹ Xuân, Ngãi Giao, điểm giao quốc lộ 51 với đường Phước Hòa, Cái Mép. Thưa quý vị, hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 và hành trình 60 năm thành lập ngành dầu khí Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phát động cuộc thi Tự hào tuổi trẻ dầu khí Việt Nam năm 2021. Nội dung cuộc thi giới thiệu về những mô hình hay, cách làm mới, những điển hình tiên tiến trong phong trào tuổi trẻ sáng tạo, thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ ngành dầu khí. Tham gia cuộc thi này, đoàn cơ sở nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đứng chân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có hai đoàn viên tiêu biểu, từng được vinh danh tại các cuộc thi khoa học sáng tạo, sáng kiến sáng chế, gây thời trẻ giỏi toàn quốc. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với một trong hai đoàn viên này, đó là kỹ sư Phan Thái Sơn. Năm 2010, sau khi hoàn thành khóa du học tại Rumani từ chương trình học bổng dầu khí, kỹ sư Phan Thái Sơn sinh năm 1985, đầu quân tại xưởng URE của nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí. Năm 2016, Thái Sơn chuyển công tác sang phòng công nghệ sản xuất, phụ trách mảng URE và UFC-85. Trong quá trình làm việc, Sơn luôn nỗ lực tìm tòi học hỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao, không ngừng ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công việc. Đặc biệt, anh cũng đảm nhận việc nghiên cứu tìm tòi công nghệ mới phù hợp trên thế giới để đề xuất áp dụng vào nhà máy nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đảm bảo an toàn lao động. Đến nay, Thái Sơn đã nghiên cứu thành công hơn 20 ý tưởng, trong đó có hơn 10 ý tưởng được áp dụng vào thực tiễn, 8 sáng kiến được Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí công nhận. Trong số này, ý tưởng dừng sử dụng hóa chất 3DT198 cho hệ thống nước làm mát cụm UFC-85 của Sơn đã giúp nhà máy giảm nhiều chi phí, nhưng vẫn đảm bảo chất lượng nước làm mát đạt yêu cầu công nghệ. Để đạt được thành công, Sơn và đồng nghiệp phải trải qua quá trình dày công nghiên cứu, trong đó có không ít lần thất bại. Nhưng với Sơn, mỗi thất bại lại là một bài học kinh nghiệm để bản thân ngày một hoàn thiện hơn. Ý tưởng nào sẽ có những ý tưởng thành công và ý tưởng thất bại. Nhưng khi mà mình trải qua một cái giai đoạn nghiên cứu mà có thể là nó không đi vào thực tế, thì mình đó coi như đó chỉ là một cái kinh nghiệm để cho những cái giai đoạn sau mình phải nghiên cứu kỹ càng hơn. Năm 2020, Thái Sơn có 4 sáng kiến được cấp tổng công ty và tập đoàn công nhận. Trong đó có sáng kiến thu hồi nước turbine condensat của xưởng URE về thiết bị degasifier của xưởng phụ trợ trong điều kiện nước turbine condensat có nồng độ clo vượt tiêu chuẩn tiếp nhận về MISMET. Đây là một trong những sáng kiến đem lại giá trị kinh tế cao cho ngành dầu khí. Sáng kiến này được Thái Sơn nghiên cứu xuất phát từ thực tiễn sản xuất. Độ dẫn nước turbine condensat xưởng URE bắt đầu tăng và có chứa thành phần clo và NH3 nên phải xả bỏ ra ngoài. Tuy nhiên, nếu xả bỏ nước thì buộc phải tăng nước brown vào các drain để bù lại. Điều này sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường, tiêu tốn nước, đồng thời tăng chi phí xử lý. Nên sáng kiến của Sơn đã loại bỏ được những hạn chế trên, góp phần làm lợi cho nhà máy 3 tỷ đồng trong năm 2020. Qua thử nghiệm rồi thực tế kiểm nghiệm thì là cái thời gian tăng tần suất xử lý vẫn ngắn hơn so với cả cái thời gian mà mình cần phải tái sinh các cái thiết bị này, và nhìn nhận chung là mình vẫn sẽ được cái giá trị lợi ích nhất định. Với vai trò là phó bí thư đoàn cơ sở, Thái Sơn luôn tiên phong đi đầu trong công việc lẫn mọi hoạt động xung kích, từ đó thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, dấn thân của tuổi trẻ nhà máy Đạm Phú Mỹ nói riêng, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí nói chung. Huyện Xuyên Mộc sẽ là điểm đến tiếp theo của chương trình hội nhập phát triển trưa nay. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Xuyên Mộc phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội thi Nét cọ tuổi thơ năm 2021. Đây là lần thứ hai huyện Xuyên Mộc tổ chức hội thi này nhằm bồi dưỡng phát triển năng khiếu hội họa trong thiếu nhi toàn huyện. Hội thi đã tạo sân chơi lành mạnh và mang đến không khí vui tươi rộn rã cho các em. Tham gia hội thi Nét cọ tuổi thơ có 138 em học sinh đến từ 31 đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Các thí sinh sẽ lấy ý tưởng từ quyển sách mà mình tâm đắc nhất, bám sát chủ đề biển đảo quê hương, con người Việt Nam hay những nhân vật truyện tranh yêu thích để tạo ra những tác phẩm hội họa bằng chất liệu chì màu, chì sáp, màu nước, bột màu, vân vân.
Kết quả, ban tổ chức đã trao 48 giải cá nhân, gồm nhất, nhì, ba và khuyến khích. Thưa quý vị, với 640,48 km2, Xuyên Mộc là huyện có tổng diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Địa bàn Xuyên Mộc chủ yếu là rừng già nhiệt đới. Dù qua những năm tháng chiến tranh, rừng bị tàn phá nặng nề, thế nhưng hiện nay rừng vẫn chiếm đến 2/3 diện tích toàn huyện. Diện tích rừng lớn, vì thế mà yếu tố rừng cũng gắn liền mật thiết với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Xuyên Mộc. Với hơn 80% diện tích rừng từ thuở sơ khai cho đến ngày nay, đặc điểm chung nhất cũng là ưu thế lớn nhất của Xuyên Mộc cũng là rừng. Rừng rậm hoang vu từng là thách thức khiến những người Việt đầu tiên trên hành trình mở cõi về phương Nam đã quyết định băng qua vùng đất này để đến định cư ở phía Long Điền, Đất Đỏ, Phước Lễ, hình thành nên xứ Mô Xoài. Nhưng trong kháng chiến chống ngoại xâm, rừng Xuyên Mộc lại là điểm dừng chân ẩn náu, tập kết, rèn quân của lực lượng cách mạng, thực hiện chiến thuật chiến tranh du kích, lấy rừng làm bàn đạp tấn công địch. Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù là vậy. Rừng cũng là lá chắn bảo vệ môi trường sống vùng biển, bảo vệ bờ biển, điều hòa nhiệt độ. Nên rừng dù ở vùng miền nào hay ở Xuyên Mộc, Bà Rịa, Vũng Tàu đều là tài sản vô giá của quốc gia, được quy hoạch bảo tồn chặt chẽ. Rừng Xuyên Mộc là một lá phổi xanh cho toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngoài ra thì rừng của Xuyên Mộc còn là một cái diện tích rất là lớn để phục vụ cho cái công tác phát triển về du lịch. Có thể nói du lịch dưới tán rừng, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch khám phá xoay quanh cái trục phát triển du lịch dưới tán rừng là một trong những cái sản phẩm du lịch rất là đặc sắc mà trong tương lai Xuyên Mộc sẽ phát triển. Là vùng rừng bạt ngàn nên mọi địa danh ở Xuyên Mộc đều ít nhiều liên quan đến rừng, như Xuyên Mộc tên gọi chung toàn vùng được lý giải bằng nhiều giả thuyết. Có giả thuyết cho rằng Xuyên Mộc là do lớp người Việt đầu tiên đến vùng rừng hoang vu khắc nghiệt này và thấy rải rác nhiều xương người chết nên gọi tên cho vùng là vùng xương mục, lâu ngày đọc trải thành Xuyên Mộc. Cùng có giả thuyết khi người Việt đặt chân đến cửa biển Xuyên Mộc, thấy đây là vùng rừng rậm hoang vu khó sinh sống nên đã băng về phía Long Điền, Đất Đỏ, Phước Lễ định cư nên gọi vùng đất đi qua là Xuyên Mộc. Xuyên nghĩa là băng qua và mộc là cây cỏ. Một số tác giả nghiên cứu địa chí Bà Rịa Vũng Tàu thì cho rằng Xuyên Mộc là cách gọi từ tên một loài cây lớn có tên là xương mộc, mọc khá nhiều ở vùng rừng này. Xương mộc là rừng nhiều. Để bà con mình đi là phải băng qua rừng, đi xuyên rừng từ ở Bình Châu mà vào Bưng Rìa, Phong Trang, nói chung là toàn bộ là đi trong rừng. Thì cho nên họ định nghĩa hai chữ Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc tức là một cái huyện mà rừng rú nhiều, đi trong rừng nhiều và đồng thời băng qua rừng. Cùng với tên Xuyên Mộc, tại Xuyên Mộc ngày nay còn có nhiều địa danh gắn liền với các loại cây rừng như cây trang, cây riềng, cây tràm, cây cóc, hoặc gắn với đặc thù địa hình vùng Xuyên Mộc là bầu, láng, bưng, hồ. Theo như tôi biết là từ ngày lên vùng kinh tế này, nhà nước đưa lên đây là thành lập cái khu vực để mà dân di cư lên ở, thì thấy bà con đi làm ăn trong cái khu vực này thấy có nhiều cái bông trang mà nó mọc láng vậy đó, mọc nguyên cả láng vậy đó. Thành ra bà con mới đặt để ra là cái láng bông trang. Rồi từ đó cái tiếng nó dồn lại, rồi sau này nhà nước mới lập cái xã bông trang thì theo nguyện vọng của dân kinh tế mới mà. Thì theo truyền thuyết người ta ghi lại đó, thì trước đây nó là cái ở đây nó có cái nhiều cái láng riềng đó. Mà chính bản thân tôi cũng đi lấy cái bừng riềng, cái cây riềng đó để đi bán cho người thuốc nam đó, mà làm thuốc nam đó. Thế sau thời gian này thì lấy nhiều quá rồi, dân rồi lấy nhiều quá rồi hết, nó triệt rồi chứ không còn nữa. Thế và cho nên là nó có cái từ bừng riềng. Cái bừng riềng có nghĩa là cái láng bừng riềng.
Những tên gọi gắn liền với cây cỏ đặc thù tại vùng đất cũng cho thấy lối suy nghĩ mộc mạc của người dân bản địa Xuyên Mộc. Điều đó hoàn toàn khác biệt với những địa danh gắn liền với truyền thuyết mang ước vọng về cuộc sống, mang tên người mở đất hoặc theo tín ngưỡng tâm linh ở các địa phương khác. Thông tin cuối cùng của chương trình Hội nhập phát triển trưa nay ghi nhận từ Côn Đảo. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chuyên án VT321 về đấu tranh chống buôn lậu vận chuyển xăng dầu trái phép trên vùng biển Côn Đảo. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lập hồ sơ điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển dầu DO không rõ nguồn gốc đối với thuyền trưởng tàu cá ST92627TS. Theo hồ sơ chuyên án, vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 13 tháng 3, trong quá trình tuần tra trên vùng biển Côn Đảo, tổ tuần tra tàu BP131901 Hải đội Biên phòng 2 phối hợp với đồn biên phòng Côn Đảo và lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện tàu cá ST92627TS có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra. Tuy nhiên, tàu ST92627TS không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy, buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi và nổ súng chỉ thiên cảnh báo. Đến 14 giờ cùng ngày, tổ tuần tra đã tiếp cận tàu cá ST92627TS trên vùng biển Côn Đảo. Qua kiểm tra, tàu cá đang vận chuyển khoảng 3.000 lít dầu DO. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng Lê Thanh Tú, sinh năm 1992, trú tại xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu trên. Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ, không đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Thuyền trưởng không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định, không chấp hành kiểm tra kiểm soát của cơ quan có thẩm quyền. Chương trình Hội nhập phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình và bản tin thời sự tiếp theo.